Sau nhiều ngày ghi nhận số F0 tăng nhanh, các tỉnh thành phố miền Tây tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và xin Trung ương hỗ trợ thuốc và oxy. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, từ khi xảy ra dịch COVID-19 cho đến nay, địa phương này ghi nhận khoảng 40.000 F0. Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 2.000 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị COVID-19, trong đó nhiều ca nặng và rất nặng ở tầng 2, 3. Hiện nhu cầu sử dụng oxy của thành phố Cần Thơ rất cao nhưng nguồn cung ứng còn khó khăn và thiếu thốn. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sớm hỗ trợ trạng oxy lưu động. Còn tại Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sau khi địa phương đề nghị hỗ trợ 50.000 liệu trình thuốc Monopiravi và 20.000 liệu trình Favipiravi, Bộ Y tế đã phân bổ được 3.000 liều liệu trình Monopiravi để điều trị F0 đối với việc xin hỗ trợ nguồn nhân lực bộ y tế sẽ làm việc với tỉnh cà mau trong vài ngày tới để xem xét quyết định